Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh Thai TV xin thông báo đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về kết quả hiệp 1 trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia trong khuôn khổ là cái vòng đấu cuối cùng, vòng đấu quyết định để mà đội nào có cái tấm vé vào với bán kết vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022. Và kết quả rất là tuyệt vời đối với lại là các cầu thủ của U16 Việt Nam khi mở phút thứ 40 thì trọng tài đã cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta hưởng quả phạt đền từ một cái pha tấn công biên, thì cầu thủ Việt Nam của chúng ta đã xâm nhập vào bàn thắng, xâm nhập vào vòng cấm và khiến các cầu thủ của Indonesia buộc phải phạm lỗi với lại là các cầu thủ của Việt Nam. Và sau đó trên chấm phạt đền thì Công Phương đã không phụ lòng người hâm mộ và đã dứt điểm rất là quyết đoán, đưa tỷ số lên 1-0 dành cho Việt Nam. Tuy rằng là Indo họ là cái đội chủ nhà và dưới sự cổ vũ rất là nhiệt tình của các khán giả nhà, nhưng mà hiện tại bây giờ đã bị Việt Nam của chúng ta dẫn 1-0 rồi. Nói chung là sau cái trận đấu này, nếu như mà Indo họ thua thì họ phải biết là mình đang ở đâu, mình là vị thế nào ở khu vực Đông Nam Á. Chứ họ nói chung là trong cái thời gian gần đây họ cũng rất là nhiều cái câu chuyện scandal về họ đòi rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á luôn nha quý vị. Và bây giờ thì đây là một cái đẳng cấp của Việt Nam, tuy rằng cái thế trận là cái thế trận ngang ngửa, nhưng mà Việt Nam của chúng ta đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ cái đẳng cấp của Việt Nam chúng ta nha quý vị. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chờ đợi một hiệp 2 thật là bùng nổ, và chúng ta sẽ có thêm bàn thắng để cho Indo họ thấy được họ là ai nha quý vị. Và chúng ta buộc phải thắng trong cái trận đấu tối nay thì chúng ta mới có vé chắc chắn vào với lại là trận bán kết. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ được tỷ số này hoặc giả là có bàn thắng nhân đôi cách biệt để cho Indonesia họ không thể nào họ lội ngược dòng được nữa. Đó chính là những cái chia sẻ của Thai TV trong cái kết quả cái trận đấu hiệp 1 trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam. Và xin kết thúc video tại đây, và sẽ có những cái tin tức nào về cái trận đấu này thì Thai TV sẽ thông báo sau. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn thương tình Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke, các cái bộ hát live stream thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là số Zalo 0939 315 461 để được tư vấn miễn phí và sẽ giảm giá đến cho tất cả quý vị và các bạn nào đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thai TV trong suốt thời gian vừa qua. Như quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.